đây là mẫu túi đây là mẫu bên mình nhá. Các bạn đang thấy bên mình nó có 3 màu ạ. Chiếc túi rất là xinh. Mình sẽ cho các bạn xem bên trong của túi. Có khóa kéo này, rất là chắc chắn. Bên trong không gian của túi rất là rộng luôn. Và một tin vui cho bạn nào đang ưng mẫu túi T51 này bên mình. Bên mình đang có chương trình sale, bạn nào mua hàng trực tiếp trong video này sẽ được tặng ngay 100k nhé. Giá của chiếc túi này là 240k. Bạn nào mua trực tiếp trong video sẽ được giảm xuống còn 140k thôi nhé. Bạn nào đang ưng mẫu túi này vui lòng comment giúp mình tên và số điện thoại, màu sắc của túi nhé, mã T51 bạn nhé. Bây giờ mình sẽ xem. Bây giờ mình sẽ đeo cho bạn xem ạ. Túi T51 bên mình lên giá người rất là xinh nhá, rất là vừa người luôn. Bạn nào ưng mẫu túi này comment giúp mình số điện thoại nhá, mã số và màu sắc của túi nữa.